Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với ý nghĩa nhân văn, vừa như xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ vượt qua khó khăn, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục xây dựng kế hoạch phát động tới toàn thể cán bộ hội viên tại tất cả các cấp hội và kết nối tới các tổ chức cá nhân để có sự chung tay của toàn xã hội. Từ khi phát động, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã có rất nhiều cách làm khác nhau để xây dựng quỹ đỡ đầu cho trẻ em mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn mình phụ trách. Từ bán quần áo không đồng gây quỹ đến kêu gọi hội viên mạnh thường quân, các chị đều nhiệt tình hưởng ứng. Với người phụ nữ, một tiếng gọi mẹ hết sức thiêng liêng, nên không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các em về mặt vật chất mà còn nhận đỡ đầu. Các mẹ cũng sẽ thường xuyên quan tâm đến các con, có mặt đúng lúc khi các con cần, thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho các con trong cuộc sống, tạo nên môi trường sống tốt nhất để cho các con được phát triển toàn diện, lành mạnh. Thì trong năm 2022 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng có phát động là mẹ đỡ đầu cho trẻ em mồ côi, thì hội cũng muốn là hưởng ứng và tham gia. Nếu như những cái áo quần này mà chúng ta đưa ra rác thải thì sẽ làm tác động đến môi trường, thì đó cũng là chương trình chúng tôi muốn mang đến cho mọi người. Chương trình được xây dựng trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và được thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2022-2026. Ngoài việc nhận đỡ đầu hàng tháng theo chương trình được xây dựng, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp còn tích cực kết nối, giữ liên lạc với gia đình các cháu để tiện thăm hỏi, chăm nom như những người mẹ thứ hai. Đây là một cái chương trình hết sức nhân văn và ý nghĩa, mang đến tinh thần giúp cho trẻ vượt qua những khó khăn để mà ổn định cái cuộc sống của các trẻ trong thời gian sắp tới. Và các cấp hội phụ nữ thành phố thì cũng đã kêu gọi và vận động các cái tổ chức, các cái mạnh thường quân, các cá nhân cùng chung tay với lại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cùng với lại các cấp hội phụ nữ thành phố để triển khai cái chương trình hết sức ý nghĩa và nhân văn này. Mẹ đỡ đầu không chỉ là sự quan tâm, khích lệ, động viên, giúp đỡ về mặt vật chất, mà còn là sự đóng góp của phụ nữ trong việc từng bước xóa đi những vết hằn của cú sốc tâm lý do dịch COVID-19 gây ra và đồng hành cùng sự phát triển toàn diện cũng như định hướng trong cuộc sống của trẻ mồ côi. Có thể thấy đại dịch chưa thôi phức tạp, cuộc sống với nhiều trẻ em mồ côi vẫn còn muôn trùng những khó khăn. Song tình người vẫn nồng hậu, ấm áp được thắp lên để những hạt mầm yêu thương mạnh mẽ vươn mình.